Vâng, xin mời anh em cùng nhau chiêm ngưỡng RTX 4090 Asus ROG. Xin chào các bạn đã đến quay trở lại với TNC Channel. Như chúng ta có thể thấy ở trong khung hình này, Asus ROG nó không chỉ là một thương hiệu mà nó là một hệ tư tưởng anh em ạ. Từ thời trang cho đến đời sống, uống nước bằng bình ROG, chơi đồ chơi là ngắm mô hình ROG, áo khoác trời lạnh thì đã có ROG, trời nắng trời mưa thì đã có mũ ROG, còn chơi game. Ôi trời ơi. RTX 4090 Asus ROG Strix Gaming. Vâng, như vậy là ngày này cuối cùng cũng đã đến. Cuối cùng mình cũng đã được trên tay chiếc card đồ họa mạnh mẽ nhất hành tinh mà mọi người có thể mua được. Còn mua được bằng bao nhiêu tiền thì tại thời điểm quay video này mình chưa được tiết lộ cái mức giá cụ thể. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, khoảng nửa trăm triệu tầm đấy đổ lên nhá, đổ lên nhá. Chứ còn đổ xuống thì chắc là phải một vài năm nữa thì chúng ta mới có con số đấy. Rồi, quay trở lại với chiếc card đồ họa này thì có lẽ là chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để nói. Đầu tiên, cái đầu tiên mà mình thấy nó khác biệt so với các thế hệ card đồ họa trước ấy, đó chính là cái phông chữ. Ví dụ như là 3080, 3090 hay là 3070, tất cả đều dùng cái phông chữ rất là dày và đậm của Nvidia này, RTX này. Nhưng mà anh em thấy đấy, sang đến đời 4090 to, rõ ràng. Cái khung màu xanh lá cây ở dưới này thì đã được giảm bớt cái phần màu xanh lá cây đi, thay vào đó nhiều màu đen hơn với chữ 4090 to vãi chưởng. Và mình cũng tin là những cái thế hệ card đồ họa tiếp theo, ví dụ như là 4080, 4070, 4060, thậm chí là 4050 cũng sẽ sử dụng cái thiết kế mới như thế này. Và cái điều này khiến chúng ta có thể dễ dàng nhận biết hơn. Và anh em nào show off các thứ kiểu mua đồ về bắt đầu khoe ra, trông nó cũng hoành tráng hơn. Bên cạnh đó thì có một cái sự thật nho nhỏ mình cũng muốn chia sẻ với các bạn nhé, là bất kể là card đồ họa đến từ nhà sản xuất thứ ba nào, ví dụ như là Asus ở đây hay là hãng quần què gì đó, thì họ đều phải dùng cái thiết kế chung của Nvidia đặt ra với sản phẩm card đồ họa sử dụng GPU của Nvidia. Vâng, chính vì thế cho nên là cái này sẽ nói cho chúng ta rất là nhiều điều đấy. Ngoài ra thì xung quanh hộp cũng sẽ có những cái tiêu chuẩn như vậy. Ví dụ như ở đây, cái khu vực màu xanh lá cây luôn luôn phải ở đây với chữ 4090 rất to, bên này cũng vậy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái thông số khác, ví dụ như là cái dung lượng VRAM của chiếc card đồ họa đến từ Asus này sẽ là 24GB GDDR6X, và đây là bản OC, chứ không phải là như là bản Founder Edition thì nó sẽ không có OC, OC gì cả. Còn đây sẽ là bản OC nha mọi người. Đằng sau hộp thì chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin khác về chiếc card đồ họa này. Mà mình thấy, theo mình thấy nhá, thì cái thông tin mà mình thấy ấn tượng nhất ở chiếc card đồ họa này đó chính là nó được sử dụng hệ thống tản nhiệt Vapor Chamber. Lát nữa chúng ta sẽ cùng xem. Bây giờ mình biết anh em đã rất nóng lòng rồi, đập hộp thôi chứ còn làm gì nữa. Về cách đóng hộp thì thật ra là cũng đơn giản thôi. Nó vẫn giống như bao thế hệ card đồ họa, cũng là một cái vỏ hộp bên ngoài cộng với cả sản phẩm ở bên trong. Một cái hộp khác ở bên trong. Thì cái hộp này chắc là hết tác dụng rồi. Bây giờ tác dụng duy nhất của nó là nằm ở đâu đó để mình khoe ra là có 4090, xời, Batman các thứ gì, đấng đủng các thứ ra đằng sau hết. 4090 bây giờ mới là chân lý. Rồi. Với chiếc hộp nhỏ ở bên trong thì mọi người sẽ thấy Asus năm nay đã sử dụng một cái thiết kế rất thú vị cho những cái sản phẩm card đồ họa cao cấp của mình. Thật ra thì cái thiết kế này chúng ta cũng thấy xuất hiện nhiều ở những cái mainboard cao cấp hay là những cái laptop cao cấp của Asus. Đó là cái hộp chéo như thế này. Chúng ta có ROG Strix và cái cách mở hộp đó chính là mở chéo lên như này. Thật ra là nó vẫn là mở dọc thôi, nhưng mà thay vì là kiểu mở ngang này xong rút một cái khay hay là một cái hộp xốp hay là gì đó ở trong này ra, thì đây chúng ta có cách mở hộp. Bên trên này mọi người sẽ thấy một cái lớp foam mềm rất là êm ái để đảm bảo chiếc card đồ họa của chúng ta ở bên trong này được an toàn. Để đảm bảo an toàn một lần nữa thì đây mọi người thấy không, nó cũng được bọc trong một cái lớp mút cực kỳ to nữa. Rõ ràng rồi, giá trị cao như vậy thì phải đảm bảo an toàn chứ. Bên cạnh đó thì bên dưới này chúng ta cũng sẽ có những chiếc hộp nhỏ để đựng linh kiện nữa. Ví dụ như là những cái linh kiện và
cần thiết như là sách hướng dẫn sử dụng chẳng hạn, cái này rất cần thiết nha, mọi người đừng bỏ qua nhé. Một chiếc thẻ đó, một chiếc thẻ mà chỉ có những người sở hữu sản phẩm cao cấp đến từ ASUS mới có. Đây là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng của một cái thứ linh kiện rất thú vị mà lát nữa mình sẽ show cho mọi người xem. Và cuối cùng đó là những cái phụ kiện, những cái linh kiện hấp dẫn đó. Và những cái linh phụ kiện đó là gì? Đây, nó nằm bên dưới này. Một cọng dây dán Velcro để buộc dây. Thế thì buộc cái dây gì? Buộc cái dây này. Vâng, đây chính là cái đầu chuyển đổi cho chuẩn nguồn PCIe 5.0. Anh em có thể thấy là cái đầu rất là nhỏ bé như thế này thôi, nhưng mà nó sử dụng tới 4 đầu 8 pin PCIe các đồ họa chuẩn cũ. Và nếu như mà anh em sở hữu những cái bộ nguồn mới cũng đến từ ASUS ROG và hỗ trợ chuẩn PCIe 5.0 như thế này ấy, thì anh em sẽ không cần dùng đến cọng này nữa. Và cái cọng dây lúc đó chúng ta cắm cho cả đồ họa sẽ rất gọn, nó chỉ đúng như này thôi. Thật sự là rất gọn. Tuy nhiên thì có một cái nhược điểm ấy, là nếu như mọi người sử dụng những cọng dây nối dài cho cái hệ thống PC của mình, ví dụ như là dây nối dài 24 pin, dây nối dài 8 pin, hay thậm chí cao cấp hơn là những cọng dây len li như thế này chẳng hạn, thì hơi tiếc một chút là chúng ta sẽ phải dùng qua đầu chuyển. Và dùng qua đầu chuyển thì nó sẽ xấu hơn rất là nhiều. Và hy vọng là trong tương lai gần thì những nhà sản xuất phụ kiện như này sẽ cho ra những cọng dây PCIe 5.0 to to một chút để trông cho nó đẹp. Rồi, và còn cuối cùng ở trong hộp này chúng ta còn một thứ phụ kiện nữa mà mình đánh giá là rất thú vị đến từ ASUS. Đó chính là một cái thỏi son. Anh nghe thấy không? Đấy, thỏi son hơi bé một chút. À đùa thôi. Thật ra đây là một cái phụ kiện mà mình thấy kiểu mình luôn thích cái sự sáng tạo của ASUS là vì thế. Đây, nó có một cái lõi nhỏ. Ở trong nó là một đầu tua vít 4 cạnh để anh em có thể tháo SSD này, anh em có thể tháo lắp PC chúng ta, gần như là lắp được toàn bộ dàn PC chỉ bằng cái tua vít này mà thôi. À, bên cạnh đó nhá, cái đầu còn lại của nó sẽ có một cái miếng cao su nhỏ. Đó, anh em thấy không? Và khi mà anh em lắp vào đây thì nó sẽ có tác dụng giống như một cái thước. Nó vừa là một cái thước có độ dài khoảng 3 cm. Và cái tua vít đặc biệt này, nó sẽ có một con ốc nhỏ nhỏ bên cạnh này để anh em siết lại. Để làm gì? Để có thể thay đổi được độ cao của cái lõi. Và cái lõi này tại sao phải thay đổi độ cao? Bởi vì nó sẽ hoạt động như một chiếc chống cạc, như một thiết bị dựng cạc. Đó, nó có một đầu cao su để đỡ vào chiếc cạc của chúng ta. Đây, anh em ví dụ nhé, con cạc to như này đúng không? Đó, nó sẽ, anh em cắm PCIe này, xong anh em bắt vít ở đầu này thì nó sẽ đỡ ở đầu này. Đó. Và cái phần đầu còn lại của nó sẽ có 5 châm. Đó, nó sẽ có 5 châm để có thể dính vào cái phần vỏ cây PC của chúng ta. Rất là tiện. Một phụ kiện rất nhỏ và thiết kế có vẻ rất đơn giản thôi, nhưng mà lại thể hiện được não to thật sự. Và cuối cùng nhất chắc sau quả này từ bây giờ mình phải đi tập gym anh em ạ. Chứ không, mình nghĩ là những cái cấu hình PC tới đây mình lắp là sẽ khá vất vả đấy. Bởi vì là chiếc cạc đồ họa này thật sự là nó rất to và rất nặng. Vâng, xin mời anh em cùng nhau chiêm ngưỡng RTX 4090 ASUS ROG. Chắc là mọi người cũng biết mình đang nghĩ gì đúng không? To vãi chưởng. Cẳng tay của mình vừa đúng luôn. Đó. Để anh em có thể so sánh được một cách gọi là, hình dung được một cách gọi là chuẩn xác hơn về kích thước của nó ấy, thì mình có một số thứ nữa. Ví dụ ở đây, đây là RTX 3060 phiên bản đua. Ôi trời ơi, trông như kiểu bố con ấy. Thằng bố tầm 30 tuổi, thằng con chắc là mới vào mẫu giáo. Dã man. Đây cũng là Exotech nhá, cũng quạt Exotech, cũng là đến từ ASUS. Nếu như anh em vẫn chưa hình dung ra được là nó to như thế nào ấy, thì đây. Bọn Tây bọn nó hay có kiểu là banana for scale ấy. Đây, so với một quả chuối trung bình của người châu Á thì nó như thế này. Hay là bây giờ so với cái nữa đi, gần gũi với mọi người hơn đi. Thật ra là cái quả chuối thì mình biết là anh em cũng gần gũi lắm, nhưng mà cái này có vẻ là cũng tương đối gần gũi, là một chiếc bàn phím TKL. Uầy. Đấy, anh em cứ hình dung là cái bàn phím TKL thì nó cũng chỉ suýt soát thôi. Chắc là bàn phím full size thì chắc là tương đương đấy. Anh em cứ tưởng tượng con cạc này nó đúng bằng cái bàn phím full size của anh em thì là dễ hình dung nhất đúng không?
Còn cái gì là so sánh ấy là thôi, chắc khỏi so sánh nữa, chúng ta đến với cả đo đạc trực tiếp. Ôi trời ơi. Đây là cái thước kiêm Divo để mình có thể set up tất cả những thứ trong studio của mình. Đấy, nó có cân bằng này, nó có đo độ dài này. Độ dài của nó là 30cm. Không đủ anh em ạ. Tức là mình phải dùng thêm cái thước nhỏ của ấy rút họ tặng kèm nữa thì nó mới gọi là bằng. Đấy. Và cái thước nhỏ nhỏ này thì nó sẽ có kích thước là 6cm nữa. Đó. Như vậy là 36 cho đến 40cm. Mặc dù là đến đây thì nó sẽ rơi vào khoảng 36 nhá. Nhưng mà nếu anh em mà muốn lắp vỏ cây, anh em phải cộng thêm cái phần dài dài của cái ngàm PCIe này này. Đó, cái slot này này. Cộng thêm khoảng 2 phân, 1 phân rưỡi đến 2 phân nữa cho nó thoải mái. Và chính vì thế cho nên nếu như mọi người muốn sử dụng được chiếc card đồ họa này RTX 4090 ASUS ROG Strix 4090 này ấy, thì chúng ta sẽ phải sử dụng với những cái bộ những bộ vỏ cây nó phải to một chút. Ví dụ như đây, đây là NZXT H7 hoặc là em Helios của ASUS ROG cũng rất là to, rất là hầm hố. Nói chung là cứ phải to với hầm hố thì mới chơi được. Còn anh em chơi ITX ấy, thì thôi chắc là vỡ mộng rồi. Mà thôi dù sao thì ITX cũng hiếm ai chơi đến những con card hiệu năng quá cao như thế này. Thứ nhất là nó chật chội, nguồn không đủ. Thứ hai là nó quá cồng kềnh. Nhưng mà không sao, đó, để anh em có thể hình dung được là khi vào cây nó trông nó sẽ như thế này. Đấy, mặc dù con vỏ này cũng thuộc hàng gọi là một trong những con vỏ rất là to rồi đấy. Nhưng mà khi gắn vào này, anh em thấy không? Hết chỗ luôn. Đây, xoay ra cho mọi người xem. Hết chỗ luôn nhá. Xong chưa kể nhá. Với cái bộ vỏ này, anh em cũng sẽ cần thêm cái dựng gạc nữa. Đó, nó sẽ nằm ở đây. Đó, anh em thấy không? Đó, đặt đúng ở đây phát. Đỡ lên, cắm vào. Đấy là lý do tại sao chúng ta có thêm phụ kiện này đấy. Rồi, quay trở lại với chiếc card đồ họa này thì ngoài cái kích thước rất to và hầm hố của nó ra thì anh em còn cần biết cái gì nữa? Đó là trọng lượng anh em ạ. Vâng, mình có chiếc cân, mình vẫn hay dùng để đong bột làm bánh cho bé nhà mình. Thì đây, khi mà mình đặt chiếc card đồ họa này lên cân, con số mà anh em nhìn thấy trên này sẽ là 249, 2 cân rưỡi. Vâng, 2 cân rưỡi cho chiếc card đồ họa. Như vậy là anh em đã hình dung được nó khủng như thế nào đúng không ạ? Và thêm một số yếu tố nữa nhé. Ví dụ như ở đây, đây là chiếc RTX 3060 bản Duo. Chúng ta sẽ có cái jack PCIe nó nằm ở đây đúng không ạ? Và cái phần ngàm nó ở đây. Đó, chữ L nó móc ra như thế này. Thì nó cũng không gọi là cấn hơn cái phần ngàm này là bao nhiêu lắm, khoảng 1-2 phân thôi. Hay kể cả là những chiếc card đồ họa khủng hiện nay, ví dụ RTX 3080, 3090 đi, thì nó cũng không cấn hơn cái khu vực đấy quá nhiều. Nhưng còn đây, anh em nhìn thấy không? Ngàm PCIe nó ở đây. Và nó ra tít ngoài này phải thêm 5 phân nữa. Đúng rồi, chúng ta phải thêm gần 5cm nữa từ phần ngàm này đến phần rìa này. Và tổng cái độ dày của chiếc card đồ họa tính từ cái chân... Không, mình sẽ không tính từ cái phần chân PCIe này nhá. Mình chỉ tính chiều ngang này thôi. Nó rơi vào 13,5cm. Dã man, rất to. Độ dày thì anh em có thể nhìn đây, anh em biết luôn rồi. 1, 2, 3, 4 slot nhé. Nó sẽ ăn 4 slot PCIe của chúng ta. Đó. Và độ dày tính theo cm để mọi người có thể vẽ ra được một cái hộp với kích thước tương đương nó sẽ là 7cm. Dày 7, ngang 13,5 và cao khoảng gần 40, 36. Đó là kích thước và trọng lượng tổng thể của RTX 4090 đến từ ASUS ROG Strix. Vậy thì về thiết kế của nó như thế nào? Nếu như mà các cái thế hệ card đồ họa trước đến từ ASUS có những cái thiết kế mà mình đánh giá là cũng rất là ok với hiệu suất làm mát, thiết kế đẹp, thì đến RTX 4090 đã có sự thay đổi gần như là hoàn toàn so với các thế hệ trước, khi mà chúng ta đã có một cái thiết kế nó vuông vức hơn, nó hộp hơn rất nhiều. Nhưng mà trông như này thôi, nó vẫn sẽ có những cái đường bo cong nhẹ ở tất cả các cạnh này, khiến cho cái sự hầm hố của nó được dịu đi phần nào. Và ở mặt trước này, không, thật ra gọi là mặt, thôi gọi là mặt quạt đi. Mặt quạt chúng ta sẽ có 3 fan và đây là 3 fan Axotech với đường kính của mỗi fan là 10,5cm. Vâng, rất to. Và cả 3 cái fan này đều là fan Axotech với chiều quay khác nhau nhá. Hai cái quạt ở ngoài cùng này nó sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ, còn cái quạt ở giữa này sẽ quay xuôi chiều kim đồng hồ. Thì cái lý do này thì thật ra là rất nhiều hãng cũng như là
Asus họ đã dùng rất là lâu rồi. Lý do là bởi khi mà cả ba cái quạt nó cùng quay về một hướng ấy, giống như là cái máy bay trực thăng anh em, thì nó sẽ khiến tạo ra một cái lực nhẹ đẩy nó về cùng một hướng, và cái quạt ở giữa sẽ counter lại. Và cái counter này nó sẽ không chỉ là counter cái lực đẩy mặc dù rất nhỏ, mà nó counter cả cái độ rung động, và chính cái rung động đấy sẽ tạo ra cái độ ồn nữa. Và ngoài ra ấy, thì nó sẽ còn làm đảm bảo là cái nhiễu động không khí nó được giảm thiểu đi rất là nhiều. Về cái hệ thống quạt này thì nó đã được tăng cường rất là nhiều so với thế hệ trước, khi mà nó sẽ tạo ra được cái lượng airflow cao hơn khoảng 20% so với cả cùng là quạt này nhưng mà trên thế hệ 3090 chẳng hạn. Và ngoài ra ấy, hệ thống tản nhiệt của RTX 4090 cũng có một sự nâng cấp phải nói là cực kỳ mạnh mẽ, mà mình đã nói ở đầu video, đó chính là Vapor Chamber. Và cái Vapor Chamber đó mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy ngay từ cạnh ngoài này vào. Đó, khi mà anh em cắm cạc trong máy thì nhìn ngoài vào nó sẽ như thế này đúng không? Và chúng ta sẽ thấy ngay, đây chúng ta sẽ có hệ thống lưới tản nhiệt nhé, những cái lá nhôm tản nhiệt ở đây. Và ngay khu vực này, nơi mà con GPU được đặt, đó, GPU ở đây nhé, thì chúng ta sẽ thấy một cái khối kim loại rất dày. Và đây chính là Vapor Chamber. Và Vapor Chamber dành cho những ai chưa biết thì nó là cái công nghệ buồng hơi, nó sẽ giúp tản nhiệt được tốt hơn. Và với hệ thống tản nhiệt mới này thì Asus cho biết là nó sẽ giảm thêm được 5 độ C nữa so với cái hệ thống tản nhiệt cũ cùng trên 4090. Và cái Vapor Chamber ấy, nói kỹ hơn một chút thì cái buồng hơi là gì? Nó như kiểu là đó, anh em có một cái hộp, trong đó nó sẽ có những cái chất lỏng đặc biệt, và khi nó nóng lên nó sẽ hóa hơi. Và cái hơi đó mình không gọi là hơi nước, mà nó sẽ là cái hơi của cái chất làm lạnh ấy, chất giải nhiệt ấy. Cái hơi đó nó sẽ mang theo nhiệt độ và tỏa đi nhanh hơn. Và cái công nghệ này cũng được áp dụng lên rất nhiều sản phẩm khác cũng của Asus, từ điện thoại như là ROG Phone cho tới là laptop, như những chiếc laptop gaming của hãng cũng được sử dụng cái công nghệ là buồng hơi này. Và thật sự là nó cũng mang lại những cái trải nghiệm rất là tốt về mặt giải nhiệt. Bên cạnh đó nhá, thật sự mà nói thì RTX 4090 mặc dù rất to như thế này, nhưng mọi người sẽ thấy là cái bảng mạch của nó sẽ chỉ đến đây thôi, PCB của nó sẽ chỉ đến đây thôi, còn toàn bộ phần còn lại rất to như thế này. Khu vực này nó sẽ là screen cooling giống như là các cái thế hệ RTX trước đó. Đó, chúng ta sẽ có RTX 30 series, 3000 series là sẽ có screen cooling ở đây. Nhưng mà screen cooling ở trên 4000 series đã to hơn rất là nhiều. Và cái phần này cũng khiến cho mình cảm giác là Asus họ thiết kế rất là hay nhá. Đây, mọi người sẽ thấy toàn bộ cái backplate này sẽ là bằng kim loại và được CNC lên, và cái logo con mắt của ROG ở đây nó sẽ là được CNC nổi lên trên đây, và toàn bộ là kim loại nha mọi người, chứ không phải là nhựa, không phải là nhựa. Vâng, thật sự là sờ lên cảm giác nó rất là đắt tiền. Về cạnh bên đây, chúng ta thấy chữ GeForce RTX ở đây sẽ là được in lên thôi chứ không phải là RGB. Và ở bên này chúng ta sẽ có chữ Republic of Gamer, đó, cái khẩu hiệu, cái tên đầy đủ của ROG, tên đầy đủ nó sẽ là RGB ở đây. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một giải RGB chạy vòng quanh này nữa. Đó, một giải RGB chạy vòng quanh ở cái phần cạnh đuôi này. Ngoài ra thì ở cái khu vực đuôi này chúng ta lại thấy sự xuất hiện một lần nữa của dòng chữ Republic of Gamer, và có hai cái cổng cắm fan 4 chân đó. Và những cái cổng cắm này ý, thì nó sẽ được làm việc trực tiếp với cả cái BIOS của chiếc card đồ họa này. Và khi mà mọi người cắm thêm quạt vào đấy, mục đích của nó sẽ mọi người có thể là gắn thêm hai cái quạt ở bên dưới chiếc card đồ họa này chẳng hạn, khi mà lắp ở trong máy sẽ có thêm hai quạt ở dưới, và nó sẽ bổ trợ thêm cái luồng gió vào trong cái hệ thống tản nhiệt này đấy. Và hai cái chân cắm này sẽ được hoạt động trực tiếp với BIOS của chính chiếc card đồ họa này luôn, nó sẽ điều tốc riêng biệt so với cả hệ thống tản nhiệt còn lại ở trong máy tính, hoặc là anh em có thể điều khiển nó qua những cái phần mềm điều khiển đến từ Asus ROG. Ngoài ra thì ở đây mình còn thấy một cái điểm nữa này, nó nhỏ thôi, đó là ba cái lỗ nhỏ để bắt ốc. Và ba cái lỗ này nó sẽ sử dụng cái chuẩn ốc khá là phổ biến thôi. Nhưng mà cái vấn đề ấy là cái khung lưới ở đây là bằng nhựa, nhưng mà cái khu vực gắn ba con ốc này là bằng kim loại. Và khi mình soi sâu vào thì mình thấy là ba con kim loại này nó sẽ đi liền với cả cái phần khung này của nó. Đó, cái phần khung này của chiếc card và cái phần backplate tất cả đều là kim loại. Thì ba cái lỗ bắt ốc này mình tin chắc đây là một thiết kế của Asus cho một hệ thống gọi là dựng card, giá đỡ card nó chắc chắn hơn là cái kiểu giá đỡ card gọi là tạm thời như thế này. Đó, ví dụ mọi người có thể đặt ở đây như thế này cũng được thôi, nhưng mà khi mà có những cái giá đỡ được bắt ốc, bắt vít vào đây chắc chắn hơn thì là nó sẽ đẹp hơn, gọn gàng hơn và cứng cáp hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Và đó sẽ là những cái tính toán của nhà sản xuất khi mà họ đưa ra cái thiết kế của chiếc card đồ họa này. Ngoài ra thì có một cái phần, có một khu vực mà mọi người rất ít khi nhìn đến, đó là cái phần cạnh sau. Cạnh sau của chiếc card đồ họa này thì không có gì nói cả, trừ việc là nó có quá nhiều không gian để thoát gió tản nhiệt. Vâng, rất nhiều gió sẽ đi qua đây. Như vậy là chiếc card đồ họa chúng ta sẽ có ba cái quạt ExoTech
hút gió ở bên trong. Và cái luồng gió đó sẽ được ra tất cả mọi hướng, kể cả đằng sau này qua screen cooling. Nói chung là tất cả những điều đó để giải quyết một vấn đề duy nhất thôi. Đấy là hiệu năng quá kinh khủng của RTX 4000 series. Cụ thể ở đây là 4090. Vậy thì cái hiệu năng đó cấp nguồn cho nó như thế nào? Thì như vừa nãy mình cũng đã chia sẻ với mọi người là chúng ta sẽ có cái cọng dây nối này. Nó có tới 4 chân PCIe. Và đây chúng ta có thể tạm gọi nó là chuẩn, không phải tạm gọi đâu, nó gọi luôn nó là chuẩn PCIe 5.0. Đấy, thì anh em có thể thấy với cái dây nối của mình ấy thì mình chỉ có thể gắn được 2 thôi, mình còn thiếu 2 nữa. Đó, thì nếu như mà anh em gắn dây nối này thì vào chúng ta sẽ thấy nó thừa thãi ra rất là nhiều, rất là xấu đúng không? Nhưng mà quan trọng nhất ấy là cái nguồn PCIe 5.0 này nó lại có sự gọn gàng cực kỳ lớn, khi mà đầu này nó sẽ có 12 pin và nó sẽ gắn vào khu vực này. Thật sự chia sẻ cá nhân mình ấy thì mình không thích cái cách mà NVIDIA họ gắn cái dây nguồn, đặt vị trí dây nguồn. Trước đây anh em thấy là nó thường lệch về hẳn về cuối này đúng không ạ? Và chúng ta có rất nhiều không gian trước cả đồ họa ở đây để gọi là thẩm mỹ nó tốt hơn. Nhưng mà với bắt đầu từ 3000 series với những chiếc card đồ họa khủng khủng như là 3080, 3090 là mọi người bắt đầu thấy khi mà có sự xuất hiện của screen cooling ấy là cái dây nguồn chúng ta nó bị thụt vào trong này. Đâm ra chúng ta sẽ... Đó, trông nó không ok lắm nhỉ. Hy vọng là trong tương lai card đồ họa chúng ta sẽ có được những cái giải pháp, ví dụ là đưa cái dây nguồn quay trở lại khu vực này hoặc là đưa nó đằng sau này, và các nhà sản xuất khác thì chúng ta cũng sẽ phải theo thôi. Đến cả cái chuyển đổi cái chuẩn nguồn này còn phải theo nữa là cái vị trí dây nguồn đúng không ạ? Đó là sơ lược về thiết kế. Ngoài ra thì về công năng ấy thì chiếc card đồ họa này nó sẽ có những tính năng rất là thông minh về điều khiển quạt và nhiệt độ. Cái đấy thì có lẽ là chúng ta sẽ nói trong những video khác khi mà mình thực sự mình được cắm chiếc card đồ họa này lên. Tại sao mình không được cắm bây giờ trong video này ấy? Tại vì là đơn giản thôi, mình chưa có driver. Thời điểm mình quay video này thì mình chưa được tiếp cận với driver của RTX 4000 series. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái công tắc nhỏ. Đây, nó nằm ngay đây, hơi khuất một chút, hơi nhỏ một chút. Thì nó sẽ để giúp mọi người có thể chuyển qua hai cái chế độ. Gạt sang trái, nó sẽ là Performance Mode, và gạt sang phải, nó sẽ là Q Mode, tức là Quiet Mode. Ở cái Quiet Mode này thì nó sẽ hạ cái hiệu năng của chiếc card đồ họa chúng ta xuống để cho quạt nó hoạt động nhẹ nhàng hơn, từ đó là giảm cái độ ồn. Còn Performance Mode thì thôi khỏi nói rồi, là nó mạnh, cái gì mạnh được là mạnh hết. Đấy là công tắc chuyển hai chế độ BIOS của chiếc card đồ họa này. Và ngoài ra ấy, thì bất kể là ở chế độ nào thì chiếc card đồ họa này cũng sẽ có cái công nghệ là Zero Decibel, tức là nếu như mà nhiệt độ hoạt động của nó dưới 50 độ C, tức là nó hoàn toàn có thể tự tản nhiệt thụ động được ấy, thì nó sẽ ngắt toàn bộ quạt để thứ nhất là tăng tuổi thọ của quạt, thứ hai là giảm độ ồn tuyệt đối khi mà hệ thống chúng ta chạy không quá nhiều. Còn lại thì những cái thứ khác kiểu như là cổng PCIe này, rồi thì cổng kết nối thì nó cũng vẫn vậy thôi. Anh em sẽ có một cổng dưới này là HDMI, hai cổng HDMI, còn lại là ba cổng DisplayPort. Về chuẩn các cổng này thì chắc chắn là toàn những chuẩn cao nhất và mạnh nhất hiện nay để có thể sử dụng với những chiếc màn hình 4K tần số quét 120Hz. Không phải là chuyện quá là khó khăn với chiếc card đồ họa này. Và hy vọng là trong tương lai gần mình sẽ được thực sự trải nghiệm nó với những hệ thống PC cực kỳ khủng và những chiếc màn hình khủng, để mọi người có thể xem được là RTX 4090 thực sự là mạnh mẽ đến như thế nào. Còn trong video ngày hôm nay thì cũng chỉ là một video đập hộp cũng như là show cho mọi người thấy là 4090 nó to đến như thế nào và nó sẽ có những cái gì được tích hợp trong này mà thôi. Vâng, mọi người nghĩ sao về chiếc card đồ họa RTX 4090 đến từ ASUS ROG? Với cá nhân mình nhá, mình sẽ nói trước nhá, to, to thật, to quá, to vãi đ***. Còn mọi người nghĩ sao? Hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như vậy, khi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.